thành phố cà phê, nơi tầm nhìn tri thức hòa cùng tinh hoa văn hóa bản địa. Dự án có quy mô 45 hectare tại vị trí đắc địa không thể so sánh, chứa đựng tâm huyết và tinh thần phụng sự, tri ân nơi khai nghiệp của tập đoàn Trung Nguyên Legend, nhằm cùng nhau tạo tác ra một kiệt tác để đời tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Trung Nguyên Legend lựa chọn hợp tác với các đơn vị hàng đầu thế giới và Việt Nam. Từ quy hoạch, thiết kế kiến trúc, xây dựng, triển khai hạ tầng viễn thông, công nghệ, thiết kế nội thất, quản trị vận hành, tất cả đều có chung sứ mệnh xây dựng thành phố mẫu mực, cộng đồng tỉnh thức. Mass Design Group, tổ chức chuyên làm việc với chính phủ các quốc gia trên toàn cầu về tư vấn thiết kế, quản lý dự án và quy hoạch. Các thiết kế của Mass là kiến trúc chữa lành điển hình độc đáo, duy nhất trên thế giới vì những giá trị của con người. Trong năm 2020, Mass Design Group đã được vinh danh là nhà sáng tạo của năm. Với những thiết kế không gian giúp bảo vệ sức khỏe con người trước đại dịch COVID-19, theo thời báo Wall Street Journal, Mass Design Group là đơn vị thiết kế trường học Loving, trường học Happy của thành phố Cà Phê. I think it's an honor to be working with Trung Nguyên because you're thinking about how to give back to the community. And this city is not just highlighting, you know, the amazing coffee that you make, but it's thinking about how to create opportunities for all people who live in this place. How to train the next generation to succeed in the world. You know, we admire what the vision of Coffee City and what you're trying to do, and we're really glad to be able to work on, you know, one piece of this larger puzzle, from the coffee museum to the housing that you're providing to education. It really is a comprehensive plan in a model city. It's really exciting to be a part of. Với tầm nhìn sáng tạo vì con người, Viettel là tập đoàn công nghệ viễn thông hàng đầu Đông Nam Á, xếp thứ 9 châu Á theo báo cáo của Brand Finance. Với mục tiêu cùng kiến tạo thành phố thông minh đầu tiên của vùng Tây Nguyên, Trung Nguyên Legend đã lựa chọn Viettel trở thành đối tác triển khai hạ tầng công nghệ viễn thông cho thành phố cà phê. Osho Living thuộc tập đoàn Osho Group là đơn vị thi công các công trình đẳng cấp và là nhà phân phối độc quyền của Sunder Living, thương hiệu nội thất cao cấp đến từ Hoa Kỳ. Nổi tiếng với những tên tuổi nhà thiết kế được các ngôi sao hàng đầu thế giới lựa chọn như Elton John, Lady Gaga, David Beckham bởi vẻ đẹp tinh xảo và giúp thổi hồn vào từng tổ ấm. Duravit, đơn vị cung cấp thiết bị vệ sinh hàng đầu thế giới, được thành lập vào năm 1817 và có trụ sở chính tại Hornburg, Đức. Duravit là một trong những nhà cung cấp các thiết bị vệ sinh, phòng tắm hàng đầu thế giới, cũng như các phụ kiện, thiết bị dành cho nhà bếp, spa và hoạt động rộng khắp toàn cầu. CBRE, tập đoàn đầu tư quản lý bất động sản lớn nhất thế giới, đã được đưa vào danh sách Fortune 500 từ năm 2008, top 130 công ty đa quốc gia có quy mô lớn nhất toàn cầu năm 2020. CBRE cung cấp tất cả các dịch vụ tích hợp bao gồm cả quản lý vận hành bất động sản. Tại Việt Nam, CBRE tham gia quản lý hàng loạt bất động sản nổi tiếng như Sài Gòn Center, Thảo Điền Pearl, DS Thảo Điền, Sài Gòn Pearl, cùng các đơn vị thi công xây dựng thành phố cà phê cũng là các đơn vị hàng đầu Việt Nam cùng hội tụ chung mục tiêu tạo tác thành phố cà phê, nơi tầm nhìn tri thức hòa cùng tinh hoa văn hóa bản địa. Thành phố cà phê, thành phố mẫu mực, cộng đồng tỉnh thức.